Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sanma TV nha. Cả nhà thì hôm nay mình chuẩn bị quay lại cái khu mộ mà có một cái hương linh đứa bé mọi người. Thì cũng đã khá lâu rồi mình cũng chưa quay lại nữa. Thì hôm nay quay lại muốn xem thử rồi đứa bé nó cái này sao rồi, còn hiện ra đó hay là không, cũng như là cũng còn đói khát gì hay không. Thì hôm nay mình chủ yếu mình đó mình chỉ đơn giản là mình đặt camera, cúng kiến đặt camera thôi chứ không có dùng nghi thức gì hết. Ok, bây giờ mình chuẩn bị đi đến đó cả nhà, đi thôi mọi người. Thì cái đường đi vô khu mộ thì ruộng đồng không mọi người, anh thấy không nè, chỗ đó. Bắt lát lên cái tắt đèn cái rồi camera cả giật luôn. Úi, còn cúm nấm gì vậy? Thank you.
mọi người. Bây giờ mình sẽ tạm dừng máy để đặt camera nha. Rồi cái nhà ơi, em đặt như thế này nha. Quá trời mũi mày, mũi quá mũi. Tiếng gì kêu trời. Lỏng tiêu trời. Rồi mình đốt cái tiền bạc luôn nha mọi người. Quá tầng. Mũi quá mũi. Thôi à. Quá. Có nhiều xài nhiều hay không có nhiều.
Kêu đi ra ngoài cái này. Thank you.
Yeah.